thần thông trí hoại phương tiện sinh ra vô lượng đồ trang nghiêm trang nghiêm thế giới không nghĩ bàn thần thông trí hoại phương tiện thị hiện bất khả thuyết biến hóa thân thần thông trí hoại phương tiện tùy tâm chúng sinh không nghĩ bàn nơi bất khả thuyết thế giới hiện thành a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề đó là mười nếu các bồ tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại thần thông khéo léo vô thượng của như lai vì tất cả chúng sinh thị hiện đủ thứ khiến cho họ tu học Phật tử Đại Bồ Tát có mười thứ minh những gì là mười đó là trí minh khéo léo biết nghiệp báo của tất cả chúng sinh trí minh khéo léo biết cảnh giới của tất cả chúng sinh tịch diệt thanh tịnh không có các hí luận chí minh biết khéo léo biết đủ thứ sở duyên của tất cả chúng sinh chỉ là một tướng đều bất khả đắc tất cả các pháp đều như kim cang chí minh khéo léo dùng vô lượng âm thanh vi diệu nghe khắp mười phương tất cả thế giới Chí minh khéo léo hoại hết tất cả tâm nhiễm trước. Chí minh khéo léo dùng phương tiện thị hiện thọ sinh hoặc chẳng thọ sinh. Chí minh khéo léo xả lìa tất cả tưởng thọ. Chí minh khéo léo biết tất cả pháp chẳng phải tướng vô tướng, một tánh vô tánh, không có phân biệt mà biết rõ đủ thứ các pháp nơi vô lượng kiếp phân biệt diễn nói trụ nơi pháp giới thành a nậu đa la tam miệu tam bồ đề đại bồ tát biết sự sinh của tất cả chúng sinh vốn không có sinh vì thấu đạt thọ sinh bất khả đắc mà biết nhân biết duyên biết sự biết cảnh giới biết hạnh biết sinh biết diệt biết lời nói biết mê hoặc biết lìa mê hoặc biết điên đảo biết lìa điên đảo biết tạp nhiễm biết thanh tịnh biết biết sinh tử biết niết bàn biết khả đắc biết bất khả đắc biết chấp trước biết không chấp trước biết trụ biết động biết đi biết về biết khỏi biết chẳng khỏi biết mất hoại biết thoát khỏi biết thành thục biết các căn biết điều phục tùy sở ứng của họ mà giáo hóa đủ thứ chưa từng quên mất hạnh của Bồ Tát tu. Tại sao? Vì Bồ Tát chỉ vì lợi ích chúng sinh mà phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không bỏ sót việc làm vì chúng sinh. Bởi vậy Bồ Tát thường giáo hóa chúng sinh thân không mệt mỏi, chẳng trái việc làm của tất cả thế gian, đó gọi là trí minh khéo léo duyên khởi. Trí minh khéo léo, đại bồ tát nơi Phật chẳng chấp trước, chẳng khởi tâm chấp, nơi pháp chẳng chấp trước, chẳng khởi tâm chấp, nơi cõi chẳng chấp trước, chẳng khởi tâm chấp trước, nơi chúng sinh chẳng chấp trước, chẳng khởi tâm chấp trước, chẳng thấy có chúng sinh mà hành giáo hóa điều phục thuyết pháp, nhưng cũng chẳng xả bỏ các hạnh đại bi đại nguyện của bồ tát.